Sau khi được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chấp thuận, chiều 24 tháng 8, Nhật Bản khởi xướng kế hoạch xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra công hàm phản đối việc Nhật Bản xả nước nhiễm hạt nhân, bày tỏ sự phản đối kiên quyết và lên án mạnh mẽ. Kể từ khi chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch này vào ngày 22, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường tuyên truyền chống Nhật. Truyền thông nhà nước sau đó đã quảng bá rầm rộ sự nguy hiểm của bức xạ hạt nhân, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Người dân ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Châu, Giang Tô, Sơn Đông và các nơi khác ở Trung Quốc đã đổ xô đi mua muối. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các loại muối ở siêu thị đã được bán hết sạch. Một số siêu thị đã phải áp đặt giới hạn mua hàng. Rất đông người xếp hàng bên ngoài siêu thị, lối vào của công ty muối để chờ mua muối. Tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, một người phụ nữ cho biết 4 tấn muối đã được bán hết chỉ trong 1 giờ. Tại một cánh đồng muối ở Sơn Đông, muối vẫn đang bay hơi kết tinh, chưa sẵn sàng để bán. Khách hàng đã trực tiếp đóng bao mua về. Vào ngày 25 tháng 8, tại một huyện sản xuất muối lớn dọc bờ biển Chiết Giang, người dân đổ xô đến các bãi muối để mua muối biển. Những người mua được muối chất đầy xe ra về, một số thậm chí còn mua vài bao muối nặng 50kg, có thể là muối công nghiệp. Một số cư dân mạng nhận xét rằng có lẽ cả đời anh chàng này sẽ không bao giờ phải mua muối nữa. Một người dân đến từ Bắc Kinh cho biết cô không tham gia vào đợt mua muối điên cuồng gần đây vì vẫn còn nhiều gói muối mua khi thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra năm 2011. Cơn sốt mua muối của người dân cũng khiến doanh số bán muối trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến tăng vọt, thậm chí còn thiếu hàng để bán. Báo cáo từ các phương tiện truyền thông đại lục Trung Quốc cho thấy, một số nền tảng thương mại điện tử thực phẩm tươi sống như Hứa Mã đã hết hàng hoặc đang bổ sung muối có hàm lượng natri thấp và không iốt. Dữ liệu từ siêu thị Kinh Đông Fresh cho thấy, doanh số bán muối không iốt tăng 208% so với tháng trước và doanh số bán muối iốt tăng 149% kể từ ngày 22. Chiều ngày 24, trên nền tảng trực tuyến của một chuỗi siêu thị ở Bắc Kinh, lượng muối ăn đầy ắp đã hết hàng chỉ sau một tiếng đồng hồ. Nhiều siêu thị đã phải bổ sung muối ăn nhiều lần. Bên cạnh làn sóng hoảng loạn mua muối, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thúc đẩy người dân chống Nhật. Internet tràn ngập những tiếng nói lên án Nhật Bản và những khẩu hiệu như chống Nhật, tẩy chay hàng Nhật. Tối 24 tháng 8, tại quảng trường Bát Nhất ở Nam Sương, tỉnh Giang Tây, người dân biểu tình phản đối Nhật Bản xả nước thải hạt nhân, đám đồng hồ vàng, đà đao Nhật Bản. Điều hài hước hơn nữa là một thanh niên đến từ Hà Nam đã gọi điện đến một cửa hàng ở Tokyo trực tiếp chất vấn về việc xả nước thải hạt nhân ra biển. Bạn nói được tiếng Anh không? Tôi hỏi bạn tại sao bạn xả nước thải hạt nhân ra biển. Tôi chưa đến biển bao giờ. Bạn xả nước thải, làm sao tôi có thể đi chơi? Bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một học sinh cấp 2 không thể chấp nhận việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân, đã khóc lóc thảm thiết. Cô gái này đã cắt Nhật Bản khỏi bản đồ thế giới ở nhà và nói rằng cô ấy muốn Nhật Bản biến mất. Tại sao Nhật Bản lại tệ đến thế? Nhật Bản từng xâm lược Trung Quốc, bây giờ họ lại xả nước thải ô nhiễm ra biển. Bây giờ tôi muốn ném những kẻ xả nước thải xuống biển để cho cá ăn. Tổng cục Hải quan Trung Quốc quyết định đình chỉ hoàn toàn việc nhập khẩu thủy sản có nguồn gốc từ Nhật Bản kể từ ngày 24 tháng 8 với lý do bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Cục Hải quan công bố lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản, chính ngành thủy sản của Trung Quốc lại bị ảnh hưởng đầu tiên. Những kênh phát trực tiếp bán hải sản không chỉ đối mặt với tình trạng hàng hóa không bán được và bị trả lại với số lượng lớn, mà còn phải hứng chịu các cuộc tấn công vô cớ từ cư dân mạng, khiến cho họ thật khốn khổ. Tối 24 tháng 8, những bình luận ác ý tràn ngập trên các kênh bán hải sản của ngư dân Trung Quốc làm cho các chủ tàu suy sụp tinh thần. Một số người thậm chí còn ăn sản phẩm của họ trên sóng để chứng minh rằng chúng an toàn. Các vị có cho tôi làm việc không? Để tôi bán hàng chứ. Tôi ở đây để bán hàng chứ không phải để gây chiến với các vị. 15 năm làm việc chăm chỉ, mọi thứ tan tành chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Một cặp vợ chồng ngư dân livestream bán hải sản gần như gục ngã trước sự tấn công vô cớ của cư dân mạng và việc người mua hạ giá hải sản một cách vô lý. Mất tiền rồi anh chị em ơi, ngư dân chúng tôi khổ quá. Bắt được con cá và con tôm không hề dễ dàng, chúng tôi thậm chí không biết phải sống ra sao trong tương lai.
Đây là chợ bán buôn nông sản và sản phẩm phụ Giang Nam ở Đông Quan, Quảng Đông vào ngày 25 tháng 8. Toàn bộ khu hải sản không có một khách hàng nào. Hôm nay siêu thị không có ai bán hải sản. Bình thường vào giờ này, mọi người xếp hàng mua hải sản giá rẻ. Bây giờ nơi này vắng vẻ một cách kỳ lạ. Nhiều hải sản không bán được bắt đầu ôi thiêu, nhiều ngư dân không còn lựa chọn nào khác đành mang đi đổ bỏ. Một số ngư dân cho biết, một tuần sau khi lệnh cấm đánh bắt thủy sản theo mùa được dỡ bỏ, họ vẫn chưa muốn ra khơi. Sinh kế của họ đang bị đe dọa. Chiết Giang mới bắt đầu mùa đánh bắt cá 2 tuần trước, còn Phúc Kiến bắt đầu mùa đánh bắt cá cách đó 1 tuần. Ngư dân Trung Quốc phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ không biết có nên ra khơi đánh cá hay không. Thứ nhất, nếu tâm lý hoang mang của người dân không dịu bớt, thì ngay cả hải sản đã qua kiểm tra an toàn cũng có thể không bán được. Thứ hai, người dân lo ngại khả năng tiếp xúc với bức xạ. Xét cho cùng, trước khi Nhật Bản xả nước thải hạt nhân, các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc cũng đã thải ra một lượng lớn nước thải hạt nhân. Vì không có ai thử nghiệm nên không biết lượng phóng xạ có vượt quá tiêu chuẩn hay không. Nếu bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ, mức độ bức xạ có thể vượt quá giới hạn an toàn. Thứ ba, nếu thực hiện kiểm tra an toàn hải sản thì sẽ là lấy mẫu ngẫu nhiên hay kiểm tra từng con cá. Và làm thế nào để biết cá được đánh bắt ở đâu? Thứ tư, nếu hải sản nhiễm độc lọt lưới vào chợ thì trách nhiệm sẽ được xác định như thế nào? Nhiều người dân đã vay hàng triệu tệ để mua tàu thuyền và dụng cụ đánh cá. Nếu không còn đánh bắt trên biển thì chắc chắn sẽ là thảm họa đối với gia đình ngư dân. Cư dân mạng đại lục bình luận trên Weibo: hôm nay tôi đã xem một số chương trình phát sóng trực tiếp, rất nhiều các bình luận lăng mạ hoặc cố ý hạ giá. Sau khi lệnh cấm đánh bắt kết thúc, ngư dân có thể ra khơi và chúng tôi cũng đang chờ hải sản tươi sống. Sau 3 năm, cuộc sống của những dân thường đã chật vật rồi, giờ đây tương lai của ngư dân lại càng bấp bênh hơn. Một người dùng Weibo đại lục đặt câu hỏi về động cơ đằng sau hành động của chính quyền. Điều này giống như tự bắn vào chân mình. Xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản sang Trung Quốc chỉ đạt 600 triệu USD và chính phủ Nhật Bản đã hứa sẽ bồi thường đầy đủ. Sản lượng hải sản của Trung Quốc trị giá hàng nghìn tỷ USD. Nếu chúng ta ngừng ăn hải sản, ngư dân Trung Quốc sẽ thiệt hại nặng nhất. Liệu chính phủ Trung Quốc có bồi thường cho họ không? Vô số nhà hàng có liên quan đến hải sản Nhật Bản cũng đang lãnh hậu quả, ngay cả khi họ sử dụng nguyên liệu trong nước. Theo tờ tin tức Sao Đỏ, nhân viên của nhiều nhà hàng Nhật Bản ở Bắc Kinh cho biết họ gần như đã ngừng bán nguyên liệu Nhật Bản. Các quán ăn Nhật nổi tiếng ở Quảng Châu và Thượng Hải tuyên bố rằng họ không sử dụng nguyên liệu Nhật Bản nữa. Các cơ quan quản lý thị trường ở quận Từ Hối và Kim Sơn của Thượng Hải đã tiến hành kiểm tra đột ngột các sản phẩm thực phẩm Nhật trong vài ngày. Làn sóng chống Nhật tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Trang tin tức Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc thăm dò về việc có nên tiếp tục ăn đồ Nhật hay không. Trong số 92.000 cư dân mạng tham gia, có 81.000 người trả lời rằng tôi sẽ không ăn nữa, tôi rất lo lắng về sự an toàn. Một số nhà phân tích cho rằng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lợi dụng việc xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản để thao túng tâm lý, khơi dậy tinh thần chống Nhật trong công chúng. Mục đích có lẽ là để chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin rằng, lệnh cấm nghiêm ngặt của Trung Quốc có thể dựa trên những cân nhắc chính trị nhiều hơn là rủi ro sức khỏe. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đưa tin, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố chung vào ngày 18 tháng 8 lên án các hành vi nguy hiểm và hung hăng, cũng như các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Nền kinh tế Trung Quốc hiện đang trong tình trạng khó khăn, tình trạng thất nghiệp tràn lan, cùng với thiên tai và những thảm họa do con người gây ra, sự phẫn nộ trong công chúng ngày càng tăng cao. Một cư dân mạng Trung Quốc bình luận trong một video, tạo ra kẻ thù có thể đoàn kết một nhóm người. Nói cách khác, chính phủ cần một số sự kiện đánh lạc hướng. Trong mấy năm qua, dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia, tôi chưa bao giờ nhàn rỗi. Tôi chạy khắp nơi để giành giật mọi thứ, muối, tỏi, trứng, bột mì, rượu, mặt nạ, gạo, gia vị và thậm chí cả thuốc. Về cơ bản, tôi đã giật mọi thứ lưu thông trên thị trường, ngoại trừ việc cướp ngân hàng. Và nó mới dừng được vài ngày thôi, bạn có tin được không? Ai cũng biết rằng, việc mua hàng trong hoảng loạn thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, trong đó có các mặt hàng như gạo, khẩu trang và thuốc cảm. Cơn sốt mua muối điên cuồng gần đây ở nhiều nơi dường như đã bị thao túng. Một số doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội để tăng giá và kiếm bội tiền. Trên thực tế, hơn 80% muối ăn ở Trung Quốc đến từ khai thác mỏ, không liên quan đến muối biển. Theo dữ liệu công khai từ Tập đoàn Công nghiệp Muối Quốc gia Trung Quốc, phần lớn muối ăn của Trung Quốc đại lục được khai thác từ muối mỏ hoặc nước muối tự nhiên dưới lòng đất. 87% từ các mỏ, 10% là muối biển và 3% là muối hồ. Tập đoàn Muối Trung Quốc là công ty sản xuất muối lớn nhất thế giới, với công suất sản xuất hàng năm trên 10 triệu tấn, trong đó 95% là muối mỏ
và chỉ 1% là muối biển. Như vậy, Trung Quốc không thể thiếu muối, lại càng không liên quan đến muối biển. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, có hai lý do khiến người ta đổ xô đi mua muối ăn. Thứ nhất là do tin đồn, iốt trong muối có thể ngăn chặn bức xạ. Thứ hai, công chúng lo ngại rằng ô nhiễm nước biển do rỉ hạt nhân có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất muối biển. Vậy liệu nước thải hạt nhân từ Fukushima, Nhật Bản có thực sự vượt tiêu chuẩn và gây nguy hại tới sức khỏe cộng đồng hay không? Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, kế hoạch xả nước thải chứa tritium ở Fukushima của Nhật Bản là lọc nước thải chứa triti thông qua thiết bị loại bỏ các loại đa hạt nhân, làm thay đổi nồng độ các nguyên tố phóng xạ. Mức tritium thấp hơn giới hạn an toàn phát thải của nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản. Sau đó chiết nước biển để pha loãng nồng độ triti trong nước thải xuống dưới 1.500 becquerel trên lít, bằng 1/40 giới hạn xả thải tritium của nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản là 60.000 becquerel trên lít, hoặc bằng nước uống quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiêu chuẩn an toàn tritium là 1/7 của 10.000 becquerel trên lít. Sau đó, nó được thải ra biển qua đường hầm dưới biển ở độ sâu tới 1 km. Tổng lượng triti thải ra hàng năm là 22.000 tỷ becquerel, tương đương với giới hạn xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang hoạt động bình thường trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân. Về cơ bản, thiết kế xả nước thải chứa triti tại Fukushima, Nhật Bản đã vượt qua quá trình kiểm toán và kiểm tra của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Nhật Bản, đồng thời tuân thủ các quy định an toàn về xả nước thải trong quá trình vận hành bình thường của nhà máy điện hạt nhân quốc tế. Mặc dù vậy, vào ngày 25, Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai chỉ trích tình hình. Chính phủ Nhật Bản, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, coi thường các quyền về sức khỏe, phát triển và môi trường của chính công dân nước mình và các nước khác, đã cưỡng bức xả nước ô nhiễm hạt nhân của Fukushima ra biển. Hành động này đã trắng trợn chuyển nguy cơ ô nhiễm hạt nhân ra toàn thế giới. Đó là hành vi cực kỳ ích kỷ và hoàn toàn vô trách nhiệm. Tuy nhiên, Uông Văn Bân không đề cập đến việc xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản chỉ bằng khoảng 1/10 của lượng xả của Trung Quốc. Tờ tin tức cộng đồng của Hồng Kông đưa tin, tính đến cuối năm 2020, Trung Quốc có 16 nhà máy điện hạt nhân với 49 tổ máy đang hoạt động. Tuy nhiên, số liệu chính thức về lượng nước thải hàng năm vẫn chưa được Trung Quốc tiết lộ. Cư dân mạng đã đăng bài về tình trạng ô nhiễm biển của Trung Quốc. Đây là cửa sông dưới cầu sông Vĩnh Đông trên đại lộ ven biển Long Khẩu ở Sơn Đông. Hãy nhìn xem, đây là nơi nước thải được xả ra biển. Do thủy triều rút nên giờ đã lộ hết, đường ống thải kéo dài xuống biển, nước sẫm màu và tỏa ra mùi hăng, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vào ngày 10 tháng 8, một đoạn video khác do một cư dân mạng quay lại cho thấy tình trạng xả nước thải trắng trợn tại bãi biển Đại Liên. Một lượng lớn nước thải đen không rõ nguồn gốc đã chảy ra biển ngay cạnh nơi người dân đang tắm biển. Cư dân mạng đặt câu hỏi, tại sao không có biểu tình, có phải vì chúng ta đã quen với những việc làm trái pháp luật như vậy? Một cư dân mạng khác bình luận, một nhóm người muốn Nga thả bom hạt nhân đang phẫn nộ trước việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân. Vào tháng 6, tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun đưa tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản nặng nề vì hành động xả nước thải vô trách nhiệm là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhà máy điện hạt nhân Hồng Diên ở Liêu Ninh đã thải ra khoảng 90.000 tỷ becquerel. Nhà máy điện hạt nhân thứ 3 ở Tần Sơn, Chiết Giang có lượng xả thải khoảng 143.000 tỷ vào năm 2020. Nhà máy điện hạt nhân Phúc Kiến, Ninh Đức đã thải ra khoảng 102.000 tỷ và nhà máy điện Quảng Đông, Dương Giang năm 2021 xả thải khoảng 112.000. Ngược lại, lượng xả thải hàng năm của Fukushima ở mức 22.000 tỷ và ngay cả trước thảm họa ngày 11 tháng 3, lượng xả thải hàng năm chỉ vào khoảng 2.000 tỷ, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để che giấu và chấn áp sự thật. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng, các câu trả lời trên Truhu giải thích lượng phát thải triti của Trung Quốc gấp 10 lần so với Nhật Bản đều đã bị xóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn chặn trang web chính thức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Một số cư dân mạng cho rằng, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đã gỡ bỏ các báo cáo thường niên và hồ sơ xả thải của Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 8, Lý Kiếm Mang, một chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cư trú tại Hà Lan, đã đăng trên Weibo trích dẫn một số dữ liệu khoa học cho rằng những lo ngại về việc xả nước thải của Fukushima là không có cơ sở. Tuy nhiên, bài đăng đã bị xóa và tài khoản của anh ấy bị cấm trong vòng 3 giờ. Anh Lý đã đề cập trong bài báo của mình rằng, tổng lượng tritium tương đương được lưu trữ trong nước thải của Fukushima chưa đến 900.000 tỷ becquerel. Với kế hoạch xả thải theo từng giai đoạn trong 30 năm, lượng xả thải hàng năm ra biển là dưới 30.000 tỷ becquerel. Giới hạn xả thải do Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đặt ra cho nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á là 225.000 tỷ becquerel, cao gấp 8 lần so với Fukushima.
Vì vậy, lượng tritium thải ra hàng năm từ Fukushima không phải là vấn đề đáng lo ngại. Hai năm trước, vào tháng 4 năm 2021, tờ tin tức cộng đồng của Hồng Kông cũng đưa tin rằng, theo một tài liệu của chính phủ do Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc ban hành năm 2017, cơ sở điện hạt nhân Vịnh Đại Á có tổng cộng 6 tổ máy đã xả thải tritium lỏng hàng năm ở mức giới hạn 225.000 tỷ becquerel, gấp 10 lần lượng xả thải dự kiến hàng năm của Fukushima. Tuy nhiên, bài viết cũng đã bị xóa. Về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật, Trần Khuê Đức, Chủ tịch điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Trung Quốc của Princeton và Tổng biên tập cuốn Đánh giá Trung Quốc đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 8, điều này cực kỳ vô lý. Lượng nước thải của Trung Quốc thải ra cao gấp 5 đến 10 lần so với Fukushima, nhưng người dân bình thường không biết về điều đó. Họ còn nói rằng nước thải của Nhật Bản đã gây ô nhiễm hạt nhân, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ông Trần tin rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức cả trong nước và quốc tế, bao gồm lũ lụt gần đây và các thảm họa khác, cũng như sự cô lập ngoại giao trên toàn cầu. Họ hy vọng sẽ chuyển hướng công chúng sang chống Nhật. Tuy nhiên, ông Trần cho biết mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Nó cũng giống như các làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây. Nhưng giai đoạn này sẽ nhanh chóng qua đi và chắc chắn sẽ trở thành nỗi xấu hổ trong lịch sử.